cho các bạn ghé qua kênh Sự Tay Đón Gió tuần này ha. Trong chương trình review sách của kênh tuần này thì mình xin giới thiệu đến các bạn một tác phẩm kinh điển về thể loại trinh thám kinh dị, đó là quyển Sự Im Lặng Của Bầy Cừu của Thomas Harris. Tựa tiếng Anh của nó là The Silence of the Lambs ha. Đây là một tác phẩm văn học Mỹ ha, tác giả là người Mỹ. Và quyển này thì đã được chuyển thể thành phim năm 1991 và là một trong ba bộ phim đoạt đến 5 giải Oscar, đó là giải phim hay nhất này, đạo diễn hay nhất này, kịch bản hay nhất, nam diễn viên chính hay nhất và nữ diễn viên chính hay nhất. Thì trên kênh Xòe Tay Đón Gió mình đã từng giới thiệu một cái quyển sách được chuyển thể thành phim cũng đạt được 5 giải thưởng lớn của Oscar khi mà chuyển thể thành phim, đó là quyển Bay Qua Tổ Chim Cúc Cu của Ken Casey. Mời các bạn cùng nghe cảm nhận của mình về quyển sách này nha. Thì Thomas Harris là một tác giả người Mỹ chuyên về dòng văn học trinh thám kinh dị ha. Cái bộ bác sĩ Hannibal Lecter này thì ở Việt Nam đã được chuyển ngữ 3 quyển. Cái quyển đầu tiên mà bạn có thể đọc đó là quyển Rồng Đỏ, quyển Sự Im Lặng Của Bầy Cừu này là nó ở phần giữa, phần thứ hai, và quyển thứ ba là quyển bác sĩ Hannibal Lecter. Thì bạn có thể đọc theo thứ tự Rồng Đỏ, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, Hannibal Lecter để mà hiểu về tâm lý nhân vật của cái nhân vật bác sĩ Lecter này. Ba quyển này đều đã được chuyển thể thành phim và mình thì cũng đã xem qua hết ba bộ phim này rồi. Thì hay nhất có lẽ là Sự Im Lặng Của Bầy Cừu ha. Đây là một cái quyển sách chuyển thể mà thật sự là mình khuyên bạn nên xem phim, bởi vì phim nó được làm rất là hay, 5 giải Oscar lận. Và khi mà xem phim, bạn có thể xem phim trước khi đọc truyện cũng được, bởi vì phim thì nó cũng được làm với những cái tình tiết khá là sát với ở trong truyện á. Chỉ có điều là phim thì nó không thể nào giúp cho bạn hiểu được cái tâm lý nhân vật diễn ra làm sao như ở trong truyện được. Thì mình thấy là Sự Im Lặng Của Bầy Cừu là hay nhất. Rồng Đỏ là bộ phim đó là mình thấy với nhân vật Will và Lester thì cũng bộ phim đó cũng hay, không hay bằng Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Nhưng mà cái quyển thứ ba được chuyển thể là quyển bác sĩ Hannibal Lecter thì mình xem thì nó cũng được làm như là một cái bộ phim trinh thám kinh dị, nhưng mà cái mình, tại vì cảm nhận riêng của mình là mình cái nhân vật cái cô gái Starling ở cái bộ Sự Im Lặng Của Bầy Cừu đã được đổi qua một cái nhân vật khác á, một cô gái mà nhìn cái dáng vóc có vẻ là hành động hơn, và mình không thích cái diễn viên đó bằng cái cô diễn viên trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, thành ra mình thấy nó không hay bằng. Thomas Harris thì là một người học về chuyên ngành ngôn ngữ Anh ha. Ông là một nhà báo trước khi mà trở thành một cái tác giả chuyên viết về văn học và trinh thám kinh dị. Và cái tính cách khi mà mình thường thì mình hay đọc cái tác phẩm xong á thì mình hay tìm hiểu cái tiểu sử của tác giả, bởi vì thường là một điều rất là thú vị là mình hay tìm thấy cái tính cách của nhân vật á, nó được xây dựng nên bởi những cái điều mà tác giả có, những cái điều mà bản thân tác giả có sẵn á. Thì thấy là cái nhân vật bác sĩ Hannibal Lecter này có một vài điểm tương đồng với nhà văn, đó là ông nhà văn này ổng nấu ăn rất là ngon và ổng có một cái phong cách rất là quý tộc. Đó là điểm giống nhau, may quá là chỉ giống những cái điều tốt của Lecter. Thì nội dung của cái tập Sự Im Lặng Của Bầy Cừu này á, là lúc này là bác sĩ Lecter đã bị nhốt vào trong tù. Thì nếu mà bạn xem cái tập Rồng Đỏ trước cái tập Sự Im Lặng Của Bầy Cừu á, thì bạn sẽ hiểu là ông bác sĩ Lecter này là một ông bác sĩ tâm lý tội phạm rất là giỏi và rất là nổi tiếng, chuyên điều trị tâm lý cho những cái bệnh nhân tâm thần mà thường gây ra những cái vụ án á. Và ổng giỏi đến mức mà ổng có thể khống chế được những cái bệnh nhân tâm thần đó và làm cho giống như là bên cái bộ phận FBI á, luôn luôn coi ổng như là một nhà tư vấn về tâm lý tội phạm á.
Nhưng mà trong cái tập Rồng Đỏ thì rốt cuộc là cũng hiểu ra là ông bác sĩ Lecter này không những hiểu tâm lý tội phạm, hiểu tâm lý của những cái bệnh nhân tâm thần, mà bản thân ổng cũng có những cái hành vi rất là tâm thần và gây ra những cái vụ án rất là nghiêm trọng, nên là người ta phải quản thúc ổng ở trong nhà tù. Tại sao mà một người gây ra nhiều tội ác như vậy mà không bị xử tử hay là lên ghế điện gì đó? Thì bởi vì là ổng là có một cái bộ não rất là xuất sắc và là FBI cần ổng để làm cố vấn cho những cái vụ án nghiêm trọng mà người ta không thể tìm ra cái giải đáp được là cái nhân vật gây án đó là ai, mà phải nhờ ổng tư vấn là thông qua những cái hành động của tội phạm như vậy thì vẽ nên tính cách của tội phạm ra làm sao và tìm ra được cả cái chỗ ở cũng như là cái xuất thân của cái tên tội phạm nó như thế nào. Thành ra ông đó là ông rất là giỏi nên là ông phạm tội mà ông không bị xử tử mà ông phải bị quản thúc trong một cái nhà tù rất là đặc biệt. Và trong thành phố vào giai đoạn đó thì xuất hiện một cái vụ án rất là quan trọng, rất là kinh khủng, đó là một cái nhân vật gọi là Buffalo Bill, một cái tên tội phạm mà nó gây ra hàng loạt cái vụ bắt cóc và gọi là biến mất của những cái cô gái trẻ, thì FBI mới 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 cử một cái nhân vật nữ, đó là cô Starling. Thì cô này chỉ đang là nhân viên thực tập của FBI thôi, là bởi vì là cái bác sĩ Lester này là không phải dễ tiếp cận, không phải ai ổng cũng có thể là cho biết được cái ý kiến của ổng là nghĩ về cái tên tội phạm đó ra làm sao, mà phải có người tiếp cận được với ổng, kết nối được với ổng và làm cho ổng mở lời ra được thì ổng mới đưa ra được những cái ý kiến về chuyên môn của mình để mà giúp FBI phá án. Thì cái cô Lecter này là một cái nhân vật được FBI chọn để thử tiếp cận với bác sĩ Lecter ở trong tù để mà lấy được cái thông tin giúp ích cho cái vụ án đó. Đó là cái bối cảnh của Sự im lặng của Bầy Cừu. Thì cái tựa Sự im lặng của Bầy Cừu là cái gì? Thì trước đây mình có đọc một cái quyển, đó là quyển Tô Tem Sói, một cái tác phẩm văn học của Trung Quốc, thì nó có nói rõ về tính cách của những cái con thú mà sống ở thảo nguyên á. Thì với một cái bầy ngựa, khi mà sói đến để mà tấn công vào một cái bầy ngựa thì những cái con ngựa nó sẽ lồng lộn lên, và trong một bầy ngựa là luôn luôn có một cái con đầu đàn nó đứng ra để nó bảo vệ, và những cái con ngựa đực ở trong đàn đó, nó luôn luôn là tìm cách bảo vệ những con ngựa cái và ngựa con, nó giống như là một cái tổ chức rất là thống nhất để chống lại những cái con sói á. Trong khi tính cách của những cái bầy cừu á thì nó hoàn toàn là giống như là thụ động á, không hề có một cái phản ứng gì gọi là kết nối đồng loại hay là có thể chống trả lại kẻ thù hết, mà chỉ biết im lặng thôi. Nghĩa là những con cừu nó gọi là không có khả năng tự vệ và cũng không có khả năng phản kháng lại. Thì bầy cừu ở đây nó gọi là một ẩn dụ cho những cái nhân vật mà bị bắt cóc, họ không có cái khả năng trốn thoát hay là không có cái khả năng tự cứu mình, và nên cần có những cái nhân vật như là những cái con chó săn để chống lại những cái con sói. Con sói thì là gọi là những cái tên tội phạm mà biến thái, và những cái con chó săn mà bảo vệ đàn cừu thì giống như là cái cô Starling này là bên FBI á, họ có thể là dùng cái khả năng của mình để giải thoát những cái con cừu vô tội đó. Thì cái cô Starling này á, khi mà trò chuyện với cái nhân vật Lester thì sẽ hiểu là cổ có một cái quá khứ rất là ám ảnh, nghĩa là cổ do là bố mẹ mất nên là cổ phải sống với chú và dì trong một cái trang trại gia súc, và ở đó thì có bầy cừu và bầy ngựa được nuôi. Nhưng mà đêm đến thì người ta sẽ đưa những cái xe đông lạnh đến để người ta bắt giết những cái con cừu và những cái con ngựa đó để mà lấy thịt đó. Thì cổ sống trong cái trang trại đó và cổ bị ám ảnh bởi cái hình ảnh là ban đêm là những cái con thú vô tội nó bị bắt bị giết như vậy. Thành ra có một cái ý muốn là muốn giải cứu những cái con thú đó, và cổ đã từng giải cứu một cái con
ngựa già bị mù khỏi cái trang trại đó, và đưa đó nó đến sống với một cái chỗ mà bình yên hơn, để mà nó có thể sống hết cái cuộc đời của nó chứ không không có bị nuôi để giết á. Và cổ vẫn còn bị ám ảnh trong tâm trí của cổ về 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 một bầy cừu trong đêm mà chuẩn bị giết như vậy á. Thế nên lúc nào cổ ngủ cổ cũng phải bị nằm mơ về cái chuyện đó, cái đó giống như là một cái ám ảnh của nó. Và khi mà gặp bác sĩ Lecter thì ông này là một cái bác sĩ tâm lý rất là giỏi, và ổng trong cái quá trình mà trao đổi thông tin đó thì cũng là một cái sự chữa trị tâm lý cho cái cô bác sĩ Starling này mà ổng đã làm được. Và cái hình ảnh ở cuối truyện đó là ổng ổng gọi điện cho cái cô này và ổng hỏi là cái bầy cừu ở trong trong tâm trí của cô nó đã yên lặng hay chưa, nghĩa là cổ đã có được bình an hay chưa khi mà cổ giải cứu được những cái con tin trong trong những cái vụ án đó. Thì ổng hỏi là cổ đã có tìm thấy được cái sự bình an chưa, giống như là một cái liệu pháp điều trị tâm lý của cái ông bác sĩ này dành cho cổ. À, nếu mà bạn đọc cái quyển sách này rồi thì mình nghĩ là bạn nên xem phim, bởi vì cái vai bác sĩ Lecter này được đóng bởi cái diễn viên là Anthony Hopkins, và đây là một cái vai diễn anh này đóng vô cùng là xuất sắc luôn. Hôm nay thì trong cái giải Oscar năm năm nay cũng cũng có tên á, một cái bác lớn tuổi và đóng ra một cái phong cách của một bác sĩ Lecter vô cùng quý phái, vô cùng bí ẩn và vô cùng tàn ác luôn. À, cảm nhận của mình về nhân vật bác sĩ Lecter thì thú thật là khi mà mình đọc xong cái quyển Sự im lặng của bầy cừu á, mình vẫn không hiểu được hết cái tâm lý của nhân vật bác sĩ Lecter này với cái mối quan hệ của ông ấy với cô Stalin. Nên là khi mà phải đến tận khi xem cái bộ bác sĩ Lecter cái bộ thứ ba thì mình mới mới hiểu được cái tâm lý của ông như thế nào. Thì cái nhiều người hỏi với nhau là ông này ông có bị tâm thần thật không, hay là ông giả vờ bị tâm thần để mà ông có thể tiếp cận được với những cái bệnh nhân tâm thần mà kiểu là tội phạm biến thái. Và hỏi giống như là đặt ra một cái câu hỏi là thật sự là tâm lý của cái người bác sĩ tâm lý tài năng này là thực sự ra làm sao. Thì mình nghĩ, bản thân mình nghĩ là ông này đa nhân cách đó. Trong những tác phẩm của Sydney Sheldon, một người chuyên viết về cái thể loại truyện trinh thám của Mỹ đó, thì có một quyển đó là quyển Hãy nói về giấc mơ của em đó. Thì mình cũng có nói qua cái quyển đó khi mà mình review Thiên thần nổi giận của Sydney Sheldon rồi á, là đó là một cái quyển tiêu biểu cho cái dòng sách về đa nhân cách. Mình thấy rất là nhiều cái bộ phim về đa nhân cách thì lấy cái chuẩn từ cái quyển này để mà làm phim á. Thì khi mà mình đọc cái quyển đó mình mới thực sự hiểu đa nhân cách là như thế nào. Thì mình nghĩ ông bác sĩ Lecter này cũng là một một kiểu bệnh nhân đa nhân cách á. À, thì mối quan hệ của Stalin với lại bác sĩ Lecter này là một cái mối quan hệ trao đổi thông tin ha. Ông bác sĩ này ổng thích nghiên cứu về cái tâm lý của cái cô gái này, bởi vì cô Stalin này ổng nhìn vô là ổng cảm thấy rất là có sức hút với ổng và ổng muốn tìm hiểu cái cô gái này, nên là cô gái này mới đem những cái thông tin điều tra về vụ án để thăm dò ý kiến, để hỏi ổng và muốn ổng cho cái ý kiến là đưa ra những cái manh mối về cái nhân nhân vật tội phạm, nó tâm lý nó đang làm sao, với tính cách như vậy thì là một cái con người là xuất thân như thế nào để mà có thể tìm tìm kiếm thông tin đó. Và đổi lại thì cô phải kể về những cái điều ám ảnh trong cái cuộc đời cô cho cái ông bác sĩ này nghe. Thì cái việc mà Lecter lắng nghe cái cô nhân viên Starling này á, nó giống như là một cái quá trình mà ổng điều trị cái tâm lý cho cái cô Starling này luôn á. Là cổ cũng bị ám ảnh về cái chết của ba cổ khi mà có một cái tên tội phạm truy bắt một cái tên tội phạm trong quá trình ông trong cái ca trực của ông á. Thì
từ cái hình tượng về bố thì cổ mới theo đuổi cái đi theo cái ngành FBI, và cổ muốn bảo vệ những cái nhân vật vô tội á. Cô này là giống như là một nhân vật FBI mà thuộc thể loại là gọi là sống có lý tưởng á, sống có lý tưởng, có chính nghĩa. Thì nhân vật Lester này là vô cùng tâm lý, vô cùng phức tạp, và ông vô cùng tàn ác trong hành xử với những cái người khác khi mà ông muốn giải thoát bản thân mình ra khỏi cái tình trạng tù tội. Cái hành động của ông nó rất là khủng khiếp, và thực sự là khi mà kết thúc cái truyện Sự Im Lặng Của Bầy Cừu thì mình không hiểu là ổng với lại cô Stalin này, cái suy nghĩ của ổng về cổ hay là cái tình cảm của ổng dành cho cổ thì nó ở cái mức độ như thế nào, ổng có thích cái cô gái này không, hay là ổng chỉ dùng cô như một cái con bài để ổng giải thoát ra khỏi cái nhà tù thôi. Ổng thoát được ra cái nhà tù thôi thì đến, nên là mọi người xem xong cái tập Sự Im Lặng Của Bầy Cừu xong á, xong tập này thì cái tập này xong thì ổng thoát được ra khỏi ngục, và cái cô Stalin này cứu được những cái con tin của mình. Và cái phim thì nó kết thúc, cái truyện nó kết thúc ở đó, nhưng mà phải đến cái tập 3 khi mà Thomas Harris viết về cái nhân vật Lester này sau khi ra tù như thế nào thì mới hiểu được là cái trong trong những cái nhân cách của ổng á, cái sự đa nhân cách của ổng có tồn tại những cái nhân cách tốt đẹp và những cái nhân cách xấu xa, nghĩa là trong cái con người của một người đang đa nhân cách. Mình nghĩ là bác sĩ Lester đa nhân cách nha, nhưng mà chứ mà trong trong truyện hay là tác giả sẽ không nói là ổng thuộc dạng đa nhân cách đâu, tại vì mình đọc thì mình hiểu là cái con người này nó rất là đa nhân cách, nghĩa là trong con người ổng sẽ có những cái phần tốt đẹp, cư xử tốt đẹp với những người nào mà ổng muốn đối xử một cách tốt đẹp, hoặc là tạo cho ổng một cái cảm hứng là muốn sống tốt thì ổng sẽ đối xử tốt. Nhưng mà một mặt khác là phía bên kia là quỷ dữ á, nghĩa là với những người mà ổng phải dùng làm một cái phương tiện để thực hiện những cái ý đồ của ổng thì ổng vô cùng tàn ác luôn. Và ở cái tập 3 là cái tập và bác sĩ Lester thì sẽ có cái tình tiết là cái cô Stalin này cảm thấy là ổng vô cùng ép với những người khác đó, và là một cái tội phạm, và bản thân của cô là một nhân viên FBI thì cô phải thực thi cái nhiệm vụ của mình đó. Nên là để mà sợ ổng chạy trốn đó, thì cô phải dùng cái còng tay đó, một là khóa vô cái tay mình và một là khóa vô cái tay ông ấy để mà ổng không có đào thoát được đó. Thì trong tình huống đó bắt buộc là ổng phải làm tổn thương, nghĩa là ổng có thể làm một cái hành động là ổng chặt cái còng mà làm mất cái bàn tay của cái cô gái đó, bởi vì ổng với cổ thì thực ra cũng không có cái mối quan hệ gì mà gọi là phải 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 ràng buộc á, trong khi ổng thì vô cùng tàn ác mà với những người khác á, nhưng mà ổng lại làm tổn thương ở cái phía ổng để ổng đào thoát, chứ ổng không muốn làm tổn thương cái cô bé này. Thì lúc lúc mà xem đến cái tập thứ ba thì mình mới hiểu là ông bác sĩ này ổng có một cái cảm tình rất là đặc biệt với cái cô nhân viên Stalin này. Và trong cái những cái người xung quanh ổng thì ở cái tập Sự Im Lặng Của Bầy Cừu này á, thì lúc mà ổng ở trong cái ngục á, thì có một cái nhân vật anh cai ngục, là ổng là một bác sĩ tâm lý mà, thành ra ổng có thể tiếp cận với mọi người với một cái lối nói chuyện rất là quý tộc và rất là lịch sự, và có thể làm người khác mở lòng nói ra được tất cả những cái cảm nhận trong người người của mình. Đó là một gọi là chuyên gia về tâm lý á. Và ở tù chán quá, thành ra ổng có nói chuyện và trò chuyện và có tình thân với một cái người cai ngục, nên là khi mà thoát ra khỏi ngục đó thì ổng làm tổn thương rất là nhiều người khác, nhưng mà đặc biệt là chỉ có một cái anh nhân viên này là ổng không có làm tổn thương. Và sau đó là khi mà ra được ở bên ngoài rồi, ổng còn chuyển tiền để giúp đỡ cái người cai ngục này nữa, và anh cai ngục này coi ổng như là một người bạn á, thành ra cảm thấy là ông này thật sự là đa nhân cách á, là có thể
xấu xa với cả thế giới, nhưng mà sẽ có những người ổng thực sự yêu thương, là nhân viên như là cái cô Stalin này và cái anh cai ngục, là ổng đặc biệt là sẽ không làm tổn thương và bảo vệ họ, gọi là đem tới những cái điều tốt cho họ. Còn nhân vật Stalin, cái cô gái này thì vai diễn này thì đoạt giải Oscar về diễn viên nữ xuất sắc nhất ha. Mình rất là thích cái cô này diễn gọi là đúng với cái nhân vật ở trong 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 truyện. Khi mà mình cảm nhận về cái nhân vật trong truyện thì cảm thấy cái cô diễn viên mà diễn ở trong phim là diễn ra được cái khí chất của cái nhân vật ở trong truyện mà Thomas Harris đã xây dựng ha. Rất là xinh đẹp và rất là cái đôi mắt rất là cảm xúc á. Thì khi mà ở cái bộ bác sĩ Lester ở cái phần 3 thì họ thay thành một cái diễn viên mà nó mang cái dáng vẻ hành động hơn, nhưng mình thì mình không còn cảm nhận được, gọi là bị sốc khi mà họ thay cái diễn viên á. Nhân vật bác sĩ thì họ vẫn giữ, nhưng mà không biết là tại sao cái cô diễn viên đó cô không đóng nữa mà được thay bằng một nhân vật khác, mà mình không thích cái kiểu nhân vật đó ra. Mình không có thích cả phần 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 3 thay nhân vật như vậy, mà cái diễn viên nó cũng ảnh hưởng nha. Thì nhân vật Stalin này là đúng kiểu của người chính nghĩa FBI, mà chính nghĩa là hành động với một cái tâm ban đầu đến với cái công việc đó, nghĩa là chỉ vì những cái người vô tội thôi và quyết tâm cứu những cái người đó. Thì có một quyển về tâm lý tội phạm mà trước đây mình có đọc rồi và review trên Facebook rồi, chứ không có review trên kênh, bởi vì mình thấy nó cũng có một cái thể loại gọi là tâm lý học tội phạm, nhưng mà nó cũng không có xuất sắc như quyển này á. Đó là quyển Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, văn học và Trung Quốc. Cái bộ này thì cũng có làm phim rồi, và bộ phim thì cũng gọi là hình ngôn tình á, khá là ngôn tình, nhưng mà chủ đề thì cũng là tâm lý tội phạm phá án ha. Thì nếu mà bạn thích thể loại này thì bạn có thể đọc thử cái quyển đó. Thì quyển Sự Im Lặng Của Bầy Cừu này dành cho ai? Đó là dành cho những bạn yêu thích cái dòng văn học tâm lý tội phạm, trinh thám kinh dị, thì bạn sẽ đọc cái quyển này. Hoặc là những cái người mà làm về giáo dục á, thì có thể đọc cái quyển này như là kiểu đọc cái quyển Bắt Trẻ Đồng Xanh á, là sẽ hiểu được cái tâm lý của những cái nhân vật mà tội phạm nguy hiểm, là tại sao lại hình thành nên những cái tính cách như vậy. Thì mình nghĩ là xem phim thì sẽ không hiểu hết được cái tính cách nhân vật đâu, đặc biệt là cái nhân vật mà tội phạm trong gây ra hàng loạt cái vụ án ở trong cái quyển Sự Im Lặng Của Bầy Cừu này, là một nhân vật có cái diễn biến tâm lý, cái quá trình hình thành tính cách do ảnh hưởng cái lối giáo dục từ phía gia đình á. Thì nếu mà là một nhà xã hội học hay là một nhà tâm lý tội phạm hay là cả về giáo dục, thì có thể đọc quyển này, có thể tìm hiểu, có thể tìm ra được là lý do là tại sao là những cái người mà có cái sự cái tính cách nó biến dị, nó hơi khác biệt, nó gây nguy hiểm cho đồng loại, là đã bị ảnh hưởng bởi một cái lối giáo dục như thế nào, để có thể là từ đó là đưa ra những cái sự giúp ích về cộng đồng dành cho trẻ em á. Nghĩa là khi một đứa trẻ mà trong một cái gia đình mà nó bị bạo hành, hay là nó không được đối xử bằng một cái phương pháp yêu thương đúng mực á, thì xã hội cần có những cái phương pháp để giúp đỡ những cái đứa trẻ đó, có thể là đưa nó ra khỏi cái môi trường nguy hiểm đó và đưa nó đến để giáo dục trong một cái môi trường tốt hơn, thì mới có thể là nó có thể trở thành những cái con người mà không tốt đẹp, hoặc là ít ra là nó không có nguy hiểm cho, nó không có gây nguy hiểm cho xã hội á. Đây, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, sách và phim, thì mình phải lưu ý một chút là ai muốn xem cái quyển này thì phải thuộc dạng là thần kinh hơi hơi vững chút xíu ha, chứ bạn mà yếu tim hay là sợ máu me, sợ giết chóc hay là sợ kinh dị thì không thể nào mà bạn xem cái phim hay là đọc cái chuyện này được, bởi vì
nó cũng khá là khủng khiếp á. Như là phần 2 thì cũng có một vài cái yếu tố sợ hãi rồi, nhưng mà đến phần 3 là phim Bác sĩ Lecter, là truyện Bác sĩ Lecter, thì nó có những cái tình tiết rất là khủng khiếp và có thể là thần kinh yếu nó chắc xỉu luôn á. Vậy ha. Hi, cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh Sờ Tay Đón Gió tuần này để lắng nghe cái phần chia sẻ cảm xúc của mình về quyển sách Sự Im Lặng Của Bầy Cừu của tác giả Thomas Harris, người Mỹ ha. Đây là một cái quyển sách mà đã được chuyển thể thành phim và là một trong ba phim đạt đến 5 giải Oscar về những giải thưởng quan trọng ha. Nên là nếu mà bạn đọc sách rồi mà thích sách thì nên xem phim ha. Mình chúc các bạn một tuần vui vẻ, hẹn gặp các bạn trong chương trình khác trên kênh vào tuần sau. Bye bye!